Theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Từ ngày 1/7/2024, mức lương tối thiểu tăng thêm từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy từng khu vực. Với mức tăng trên, sau khi điều chỉnh, lương vùng 1 tăng lên 4,96 triệu đồng một tháng, vùng 2 là 4,41 triệu đồng một tháng, vùng 3 là 3,86 triệu đồng một tháng, vùng 4 là 3,45 triệu đồng một tháng. Theo luật sư Lương Huy Hà, giám đốc công ty luật Loki, khi tăng lương tối thiểu vùng, việc người lao động có được tăng lương hay không thì sẽ tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, người sử dụng lao động cần có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của nghị định mới để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đó là thứ nhất là phải rà soát lại các hợp đồng lao động đã thỏa thuận với người lao động, rồi các thỏa ước lao động tập thể này, các quy định, các quy chế mà trả lương để mà xem mà điều chỉnh phù hợp lại với theo với nghị định mới. Qua đó thì nếu mà mức lương các chế độ mà thấp hơn so với cái nghị định thì phải điều chỉnh tăng lên. Còn nếu mà các chế độ lao động này, rồi là các mức lương trả thưởng vân vân mà cao hơn, có lợi hơn cho người lao động thì mình vẫn cứ tiếp tục giữ nguyên, tiếp tục áp dụng. Một điểm nữa đó là người sử dụng lao động cũng không được hạn chế hay là cắt giảm các chế độ lương thưởng phúc lợi mà đang áp dụng và có lợi cho người lao động. Ví dụ như là trả lương làm thêm vào ban đêm, lương làm thêm ngoài giờ, rồi các chế độ về thưởng Tết vân vân theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, người lao động, người sử dụng lao động cũng nên nắm rõ về quy tắc trả lương theo quy định tại điều 94 Bộ luật Lao động 2019. Thứ nhất là người sử dụng lao động là phải trả lương đúng hạn, đầy đủ và trực tiếp cho người lao động. Còn trong trường hợp mà không thể trả lương được trực tiếp cho người lao động thì người sử dụng lao động phải trả cho người mà được người lao động ủy quyền một cách hợp pháp. Thứ hai đó là người sử dụng lao động không được hạn chế hay là can thiệp vào việc mà tự quyết định chi tiêu đối với cái phần lương của người lao động. Không được chỉ định hay là ép buộc là người lao động là phải sử dụng dịch vụ hay là mua hàng hóa từ lương của mình đối với những cái hàng hóa hay dịch vụ của người sử dụng lao động, hoặc những cái đơn vị mà người sử dụng lao động chỉ định người lao động phải là chi tiêu lương của mình để mua hàng hóa dịch vụ. Còn đối với người sử dụng lao động, khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định, sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 12/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, với mức từ 20 đến 75 triệu đồng đối với cá nhân. Nếu người sử dụng lao động là tổ chức vi phạm, sẽ bị phạt tiền gấp đôi.